rồi mới tiếp tục những bước thiền kia. Đối với các Phật tử tại gia, thiền là hơi thở. Thực sự là không thể thiếu được để tạo ra bình an và hạnh phúc bên trong của tâm, mang lại sự bình an và hạnh phúc trong thế gian này bất trắc và bất an. Đó là mục tiêu tối thượng của Phật giáo. Một số người lại ngộ nhận rằng đạo Phật có vẻ là ích kỷ vì nó chỉ có mục đích tìm cầu sự bình an ở bên trong của mọi người, bỏ mặc cuộc đời và xã hội đầy sóng gió và phiền não. Điều này là không đúng. Khi xã hội bên ngoài đầy vô bộ và phiền não mà có thêm mọi người xô bồ phiền não, thì xã hội càng xô bồ và đầy bất an. Vì vậy, nếu mọi cá nhân biết cách quay lại tìm thấy sự bình an ở bên trong, sự tĩnh lặng nội tâm, và chỉ cho các người khác cùng làm theo, thì xã hội sẽ có thêm nhiều thành viên với tâm bình an, và hạnh phúc xã hội lúc đó sẽ tốt hơn. Mọi người là những tế bào của xã hội. Không có xã hội nào đang bất an được cải thiện bởi những người bất an. Bất bình và sự phiền não, tham, sân, si trong tâm. Hãy lấy ví dụ những bước theo Phật giáo như Tích Lan, Thái Lan, Lào, đời sống xã hội ở đó còn rất nghèo. Nhưng phần đông dân số theo đạo Phật, họ thường xuyên giữ giới hạnh, đạo đức và tu tâm. Cho nên, nhìn ai cũng thấy nét mặt bình an, hiền hòa và tươi vui. Những xã hội ở đó dù nghèo nhưng nhìn chung rất bình an, nhẹ nhàng, du khách thường khen rằng họ rất hiền. Người theo đạo Phật hiểu rằng nếu không có sự bình an ở bên trong thì không thể nào có sự bình an ở bên ngoài. Chúng ta đều cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhưng thế giới chưa bao giờ có hòa bình thực sự. Mọi người đều có được sự bình an ở bên trong, chừng nào còn những người tâm bất an. Tâm không trong sạch, bất thiện, tâm tham sân si, hung ác, độc tài thì vẫn còn bất ổn và chiến tranh. Điều này thì rõ ràng là sự thật. Mặc dù sự thật đó nghe hơi bi quan, tuy nhiên thái độ của Phật giáo là những người theo Phật là lạc quan. Họ tin nếu
càng ngày càng có thêm nhiều người có tâm bình an, hòa bình, lương thiện, hiền từ, công bằng, và họ cũng nằm trong số đông những người lãnh đạo. Thì số đông đó có thể là giúp định hướng và tạo ra thế giới hòa bình hơn. Hoàng đế là Ashoka, A Dục, đã từng đánh giết và gom nhiều nước thành một đế chế. Nhưng đến một ngày, ông hiểu được ý nghĩa này của Phật. Ông đã không còn bất an để đi chém giết, trừng phạt nữa. Đổi lại, ông tuyên bố sự là bất bạo động. Điều đó ngay lập tức tạo được sự bình an. Sự bình an ở bên trong tâm của hàng triệu người ở khắp các nước khác. Và khi có được sự bình an, họ cũng không còn chiến đấu với Ashoka nữa. Họ hài lòng làm những nước láng giềng, hòa bình trong đế chế của Ashoka. Từ đó, không còn chiến tranh trong suốt là triều đại của Ashoka. Ở Ấn Độ, sau đó, nhà vua và các con là một Phật tử kính đạo xuất sắc nhất. Họ đã đóng góp những công đức lớn lao nhất thế gian cho sự duy trì Phật giáo từ thời đó. Dưới đây là bài tham luận những người theo đạo Phật thực sự biết được là bí mật của hạnh phúc. Tác giả Mahendison, phóng viên khoa học của phần báo nổi tiếng ở Mỹ. Những người theo đạo Phật thường nói rằng họ biết được bí quyết của hạnh phúc. Điều họ nói là đúng, và đó có thể được chứng minh bằng khoa học. Việc quét hình não của những Phật tử kính đạo cho thấy rằng có những chức năng hoạt động, đặc biệt là trong những thùy não của họ luôn tạo ra nếu tố tĩnh lặng. Vui vẻ thì hạnh phúc. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy trung khu là hạnh phúc. Của não bộ luôn luôn là sống động với những xung điện đối với những Phật tử tu tập và kinh nghiệm. Điều này giải thích được những cách cư xử ôn hòa, dễ mến và thái độ hài lòng, thư thái của những người theo Phật đạo. Các nhà thần kinh học và rằng việc tu tập tâm có thể làm thay đổi cách mà não bộ thường hay phản ứng với những bức xúc và
kích thích của môi trường ở bên ngoài. Nhóm nghiên cứu là thuộc Đại học University và Mikosin Magison, Hoa Kỳ đã quét hình X-quang não của những người tu tập theo Đạo Phật đã vài năm. Họ chú tâm vào những vùng não có chức năng thể hiện tình cảm, thái độ và tính khí của người. Họ thấy rằng phần bán cầu não trái trung khâu là hạnh phúc của não bộ, luôn luôn là hoạt động rất sống động. Bây giờ chúng ta có thể giải thích với sự tin chắc rằng đó là những người Phật tử thực sự hạnh phúc và bình lặng, luôn luôn cảm thấy thực sự hạnh phúc. Giáo sư Owen Lanagan thuộc Đại học UK Carolina, Hoa Kỳ đã viết như vậy trên tờ New York. Nhà khoa học mới, những là tác động tích cực luôn luôn được thấy rõ trong suốt quá trình nghiên cứu, không phải chỉ riêng là lúc thiền tập, cho thấy rằng lối sống của người theo Đạo Phật đã dần ảnh hưởng đường lối làm việc của não bộ. Điều này cũng không quá khó hiểu, ngay cả đối với những người là không có bằng chứng khoa học. Những nghiên cứu khác thì cho thấy rằng những thùy não chức năng chỉ sự sợ hãi của bất an của những người sống trong Phật đạo. Những bằng chứng nghiên cứu này cuối cùng cho phép những nhà nghiên cứu phát triển những kỹ thuật đà thiền dùng làm phương pháp trị liệu cho những bệnh mang tính trầm uất, bất an và phiền não. Tiến sĩ Deva, người sáng lập của Trung tâm Phật giáo London, cho rằng những bằng chứng nghiên cứu đã đưa ra một bằng chứng về những cách thức và hướng dẫn mà Đức Phật và Đạo Phật có thể mang lại sự bình an nội tại và cải thiện hạnh phúc cho con người. Còn tiến sĩ Paul Seto, giám đốc Hội Phật giáo London, chúng tôi rất lấy làm thú vị về điều này. Mặc dù chúng tôi thì đã biết như vậy từ lâu, Đạo Phật không cần nhờ đến cho khi có bằng chứng khoa học. Chúng tôi biết Đạo Phật làm được vậy. Đức Phật hạnh phúc thay chúng ta sống không thù ghét hận thù. Giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Giữa những người thù hận, Kinh Pháp Cú kệ 197, câu hỏi 65, Phật giáo có còn thích hợp
trong hoàn cảnh hiện tại hôm nay không? Hôm nay, con đường đạo đó chỉ thích hợp với quá khứ. Và bây giờ đã lạc hậu. Ngày nay, Phật giáo càng tiếp tục được tìm hiểu và công nhận nhiều hơn ở nhiều xứ sở khác nhau. Trên thế giới, nhiều người trên thế giới không qua sự suy xét cẩn thận của mình đã là đang dẫn dắt cuộc đời mình theo lối sống của hòa bình, từ bi và trách nhiệm với kiếp sống của mình và mọi người. Xem vấn đáp lời mời gọi của triết lý Phật giáo. Phật giáo đưa ra quy luật về nghiệp karma như là mang tính chất công bằng và sòng phẳng cho tất cả chúng sanh. Nó tạo động lực và nguyên nhân để mọi người sống có đạo đức và lương thiện. Theo một ý nghĩa rộng hơn, những xứ sở và đất nước có những công dân hiểu và sống theo quy luật nghiệp quả, thì họ trở thành những tế bào tốt hiền của xã hội, và xứ sở ấy cũng trở thành một xứ sở hiền từ, bàn bạc những giá trị đạo đức và nhân ái khắp nơi. Giáo lý về tái sinh cũng đặt vấn đề kiếp sống ngắn ngủi của chúng ta lên trong một là viễn cảnh tương lai sáng sủa hơn, làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn, lạc quan hơn và vấn đề sinh tử. Hiểu biết về quy luật tái sinh giúp chúng ta rút đi phần lớn gánh nặng tâm lý của tâm linh về thảm cảnh cái chết không thể né tránh được và nỗi buồn thiên cổ của con người về cái chết. Sự hiểu biết mang tính lạc quan đó. Như thể chúng ta vừa thấy được ánh sáng ở cuối con đường hầm, làm cho chúng ta quay lại quan tâm đến chất lượng, có nghĩa của cuộc đời hơn và chiều dài bao nhiêu năm của nó. Ngay từ khi khai giảng, thiền tập đã là trái tim của đời sống tu tập của người theo đạo Phật, thường được gọi chung là Phật tử. Ngày nay, thiền tập cũng dần trở nên là đức phổ biến ở khắp nơi, vì nó đã chứng tỏ mang lại được những ích lợi và sức khỏe của phần tâm và thể chất. Những người theo đạo Phật thường được gọi bằng danh từ thân mến và Phật tử, có nghĩa là người con của Phật, bao gồm cả người theo Phật, Phật tử ở dưới gia đình tại gia và những Phật tử đã tu sĩ xuất gia
với tăng ni đoàn ở các tu viện chùa. Khi mà trong cả thế gian có phiền não và stress và khổ đau luôn tồn tại, thì việc thiền tập, điều đó chắc bạn cũng đã được nghe nói rất nhiều. Ngày nay thế giới càng trở nên là bé nhỏ và dễ bị tổn thương, nên chúng ta không thể là cứ chấp nhận sống đơn độc, sân hận và bất an, vì như vậy chính là sự chịu đựng. Thay vì vậy, chúng ta bước theo trên con đường đạo để sống với lòng yêu thương từ bi và buông xả thì chắc sẽ tốt hơn. Thiền Phật giáo giúp được phần này. Những phẩm chất của tâm, những điều cần có thể có được hạnh phúc, đều có thể được phát triển và làm được qua việc thiền tập. Và rồi, nhiều tập cũng trở thành là một thói quen sinh hoạt, nề nếp, hiền từ và thanh thoát. Vì lẽ đó, không biết từ khi nào, từ xa xưa lắm, thiền đã trở thành một món ăn tinh thần của những con người. Hiền hậu đã khôn ngoan thực hành nó. Tôi biết có nhiều người đang sống trong những tháng ngày buồn tủi và đơn độc, khôn ngoan, nhưng có những người trong số đó đã bắt đầu bước chân vào con đường đạo Phật. Mặc dù những bước chân ban đầu còn mang theo hơi thở của nỗi sầu muộn và chán chường của kiếp sống, nhưng sau đó đã tìm thấy được lẽ sống và ý nghĩa của cuộc đời với một màu sắc lạc quan hơn. Đó cũng là ý nghĩa hữu ích cho đời sống theo đạo Phật. Sự bao dung, sự nhẹ nhàng, sự vô hại, còn tự ái và lòng bi mẫn dành cho tha nhân là những thương hiệu phổ biến của Phật giáo. Và những phẩm hạnh đó được cho điều phí đến mọi người và sinh vật. Không có ai có thể sống trong đạo Phật cùng với tội lỗi và thù ghét cả. Trong đạo Phật thực sự thì không có chỗ cho việc cảm thấy là mặc cảm tội lỗi. Nó sẽ bị loại bỏ sau một thời gian. Sống và thực hành theo đạo Phật, bạn hãy tin là vậy. Hãy hỏi những tăng ni, những người đã sống thực hành theo đạo Phật, những giáo lý và thực hành của đạo Phật. Mãi mãi đang mang lại lợi ích và hạnh phúc cho thân tâm của con người. Cho dù con người đã vượt lên tầm hiểu biết khoa học đến đâu, Phật giáo vẫn mang chút dấu hiệu lạc hậu về đối với người sinh tử.
Ngược lại, tâm lý học và y học vẫn đang áp dụng chính vì trị liệu cho con người. Và đạo Phật vẫn miệt mài ngày đêm tạo ra những đức hạnh tốt đẹp của con người từ lòng rộng lượng, từ thiện cho đến tình yêu, là mến động vật. Và ý thức, lòng trắc ẩn dành cho những người tội nghiệp nghèo khổ, những người không may mắn, đang sống ở những cảnh giới bất công và thiếu tiến bộ. Những nụ cười của những Phật tử trong những đêm rằm huyền diệu, cho đến những bóng dáng trầm mặc và thanh thoát của những tu sĩ vô gia cư trên khắp những nẻo đường của trần gian tuyệt đẹp này. Đạo Phật vẫn còn luôn mang lại hạnh phúc, bình an và trí tuệ cho nhiều người, và nhiều hơn nữa mỗi ngày nó hứa sẽ góp phần cho những xứ sở ngày càng được thấy bình và yêu mến nhau, làm cho thông điệp về tình người của Đức Phật những ngày khổ xưa đó càng thêm là đáng nhớ và đáng làm. Nên đạo Phật vẫn không là lạc hậu, cho dù khoa học có tiến hóa đến cỡ nào thì khoa học vẫn nằm trong bao trùm của triết lý của Phật. Nói theo cách của nhà bác học lỗi lạc của thế kỷ 20 là Abed Asinte, một đoạn kinh Phật mô tả về giáo pháp của Phật như sau: giáo pháp đã được Đức Phật giảng bài khéo léo. 2. Biết thực dễ nhìn thấy, mang lại hiệu quả ngay, có tác dụng tức thì. 10. Mời người đến mà thấy, dẫn dắt người hướng thượng, được người có chí chứng ngộ. Người khôn ngoan tự chứng ngộ được. Trích kinh Sutta. Câu hỏi 66: tại sao Phật giáo khắp nơi đều cao lòng từ ái và bi mẫn từ bi? Những đức hạnh đó là gì? Hai trong số các phẩm hạnh nhân văn của con người được đề cao trong đạo Phật là lòng bi mẫn và từ bi, từ ái. Hay đức hạnh này đứng trong nhóm bốn phẩm hạnh cao đẹp nhất trong nhà Phật từ bi hỷ xả. Lòng bi mẫn có nghĩa là lòng trắc ẩn, lòng xót thương dành cho người khác. Và sinh vật khác, đó là lòng cảm thông.
và cảm nhận được sự khổ đau mà người khác hay vật khác đang gánh chịu. Người khác hay là vật khác đang gánh chịu. Đây chính là đức hạnh và nguyên nhân thúc đẩy Đức Phật di truyền dạy giáo, dạy hóa pháp sau khi giác ngộ. Đến hết phần đời còn lại ở trần gian, vì lòng bi mẫn dành cho chúng sanh đang chịu sự khổ đau bất tận trong vòng sinh tử luân hồi. Lòng từ ái và lòng nhân từ, lòng thương mến người khác và sinh vật khác. Lòng từ ái chính từ thương người, trong bài kinh nổi tiếng là kinh Tam Từ, Beta Sutta, Đức Phật đã miêu tả lòng từ ái thực sự giống như lòng thương yêu của người mẹ dành cho con. Luôn thương yêu, lo lắng và chăm sóc cho con. Phật nói vậy thì chúng ta đã hiểu được lòng từ bi thực sự có nghĩa là gì rồi. Chính Đức Phật đã khuyên mọi người tu dưỡng những đức hạnh cao quý và siêu xuất này. Tâm từ giúp một người có thể xua tan đi tất cả những căng thẳng là gây cấn, giúp hòa giải thanh bình cho mọi xung đột và giúp làm xoa dịu những vết thương mà người đời thường bị dính và gánh chịu. Cuộc mưu tranh giành để tồn tại, hàng ngày ai cũng có thể bị bực tức và sự bực tức xấu xa, bất công, tranh giành của người khác ở bất kỳ nơi nào mình đến. Nếu ta tu tập được tâm từ ái, ta sẽ dễ chấp nhận những hiềm khích hay là vết thương đó, dễ chuyển sang hòa đồng với đối tượng và nhờ đó ít tạo nên những xung đột và khổ đau khác. Lòng tự ái giúp được người có nhiều bằng hữu và huynh đệ ở khắp nơi. Người nhân từ thường được yêu mến ở khắp nơi. Những bản chất từ bi, từ không sống chung với những là bản chất sân hận, thù ghét trong tâm. Theo Phật giáo, người tu tập được tâm từ bi là thực sự người ấy tâm thức sẽ được tái sinh về những cõi trời là nhóm tứ vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng, tiếng Pali và Ramaha Viharasa có nghĩa là những phẩm hạnh cao đẹp của những bậc chư hiện thần và trời phạm thiên. Tiếng Anh dịch là
lòng bi mẫn, lòng bi mẫn là sự cảm nhận, cảm thông, động lòng trắc ẩn với những đau khổ của người và chúng sinh khác, với tâm mong cầu rằng những đau khổ ấy không xảy ra đối với họ như vậy. Lòng bi mẫn là cảm giác buồn, hụt hẫn và sốt ruột khó tả khi người đứng nhìn cảnh tang thương, chết chóc, nghèo đói của một chốn nào đó, là cảm giác động lòng trắc ẩn và mong muốn chia sẻ khi nhìn thấy người khác đang trải qua những lúc khó khăn, tai ương. Người có lòng bi mẫn hiểu được cái đau, cái khổ của người khác đang chịu như thế nào, những người từng trải. Người có những quãng đời cơ cực, từ nhỏ thường có bi mẫn rất sâu đậm, vì họ đã từng trải qua những cái đau, cái khổ đó. Theo Phật giáo, ai cũng có lòng bi mẫn bẩm sinh, nhưng do cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền là lòng tham ngày một tăng, người đời càng ngày càng có ít lòng bi mẫn dành cho người khác. Chúng ta ngồi coi thế giới là qua báo chí, radio, TV và đôi khi cảm giác giật mình, thảng thốt về những thời sự của hàng ngày. Dường như ngày nào cũng có chuyện đau lòng xảy ra. Trên trái đất này, chết đói, thiên tai và giết hại, khủng khiếp, chiến cuộc do con người gây ra, cảm giác giật mình rồi xót xa của bạn chính là lòng bi mẫn. Bạn dành cho những nạn nhân đó. Có nghĩa là những phẩm chất siêu phàm của trời thần trên cõi trời. Việc Hán Việt dịch thường là bốn tâm vô lương. Từ vô lượng tâm có nghĩa là bốn tâm vô cùng, cao quý. Nhiều chỗ dịch là tâm thức được tái sinh về chú xứ của cõi trời Phạm Thiên. Chữ từ bi hỷ xả thường được khắc trên những cây cột của cổng chùa ở Việt Nam để đề cao là bổn phẩm hạnh này đối với Phật tử xuất gia và tại gia. Mình run sợ đau kiếm, mình cũng sợ chết chóc, mình cũng quý mạng sống. Vậy lấy người là mình thì không nên giết hại, không xảy ra giết hại. Kinh Pháp Cú kệ 130. Lòng bi mẫn đặt căn bản trên lòng thương xót người khác.
và đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để biết họ đang chịu khổ đau đó như thế nào. Người có tâm bi mẫn cũng thấy người xấu xa, trộm cắp là đáng thương vì họ thấu hiểu, biết về đạo lý và nghiệp quả. Người có tâm bi mẫn cũng cầu mong cho kẻ thù hay là người đối nghịch của mình mau thay đổi. Không có niềm hạnh phúc nào bằng niềm hạnh phúc từ sự cảm thông và phục vụ vị tha nhân. Chuyện kinh điển ghi lại rằng Đức Phật sau khi đạt trí tuệ giác ngộ của giải thoát, Phật phân vân không biết có thể là truyền dạy cho nhân loại về những chân lý của mình đã giác ngộ được, vì loài người còn đang chìm đắm trong tham dục và vô minh, khó có thể nào hiểu được chân lý. Nhưng rồi vì lòng bi mẫn, thương xót chúng sinh và hạnh nguyện trước kia là sẽ khai sáng chúng sinh trên con đường giải thoát, nên Phật đã bắt đầu tìm cách khai giảng giáo lý của Phật. Và kể từ đó, bạn đã tự mình trên đôi chân trần miệt mài lãng du đi truyền dạy giáo lý cao đẹp cho người trong suốt 45 năm còn lại của đời mình. Cho đến gần hơi thở cuối cùng của mình, Phật vẫn còn chỉ dạy. Đó là câu chuyện lãng mạn và đầy cảm động về một thánh nhân lịch sử đầy lòng từ bi, thương xót chúng sinh. Đường hướng dẫn của Đức Phật đều mang bát một tấm lòng bi mẫn của người, đều được giảng dạy một cách cẩn thận vì lòng thương xót của người đối với chúng sinh. Đến nổi trong nhiều bài kinh, lời của Phật tựa hồ như người đang năn nỉ con người chịu khó lắm nghe. Và làm theo vậy, cứ như lời của những người mẹ năn nỉ những đứa con bệnh yếu của mình cố gắng. Năn nỉ một muỗng cháo, uống một viên thuốc vậy. Lòng từ ái, lòng là tốt, lòng tử tế, lòng thương mến, lòng nhân từ của một người dành cho người khác khi sinh vật khác. Lòng từ thường biểu hiện bằng những ý tốt, thiện chí, sự quan tâm và sự suy xét bằng tình thương mến. Người có tâm từ có thể thương mến không chỉ người thân thuộc, bạn bè mà còn mến thương những người không thân thuộc. Những người đã hãm hại mình, thậm chí những kẻ thù của mình. Khái niệm này của Đạo Phật lúc đầu nghe hơi khó, hơi thách thức. Cái tâm phàm tục của con người
vì lẽ thường người đời mưu sinh hay tranh giành nên ganh tị, cạnh tranh thù ghét, gây hấn, gây hại cho mình và chỉ lo lợi ích của họ thật là khó. Bạn có thể nói rằng, ngay khi ngồi viết những dòng này, dựa theo lời của Phật dạy về tâm từ này, ví dụ như người viết bỗng nhớ lại một kẻ vô lại, cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.